Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam tại châu Âu Vineo vừa tổ chức lễ công bố triển khai hoạt động tại Pháp. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam cùng các nhà tri thức và cộng đồng người Việt Nam tại Pháp. Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam tại châu Âu là một trong 8 mạng lưới thành viên của mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam trên toàn thế giới. Ra đời cách đây 2 năm, VNEU quy tụ gần 60 nhà trí thức khoa học và chuyên gia tại 16 quốc gia châu Âu, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Đây được đánh giá là một sân chơi cho các nhà trí thức, chuyên gia Việt Nam tại các nước châu Âu để trao đổi học thuật, từ đó có những đóng góp cho sự nghiệp đổi mới sáng tạo nhằm xây dựng và phát triển đất nước. Với vị thế là một mạng lưới quy tụ các chuyên gia trí thức tại châu Âu thì chúng tôi cũng đang làm việc trực tiếp với Ủy ban Người Việt Nam tại nước ngoài, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Việt Nam NIC để đưa ra một số các cái đề xuất để làm sao trong thời gian tới chúng ta có thể triển khai được công việc cụ thể và đem lại lợi ích. Đầu tiên là đối với cho cộng đồng trí thức của chúng ta tại châu Âu và sau đó thì đóng góp vào những cái dự án đổi mới sáng tạo của Việt Nam. Lễ công bố triển khai hoạt động ở Pháp của mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam tại châu Âu thể hiện rõ mong muốn huy động nguồn nhân lực trí thức Việt Nam tại nước ngoài, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển đất nước thông qua đổi mới sáng tạo và phát triển khoa học công nghệ.